Thí dụ như là anh có trường hợp là mới giúp cho một gia đình là người con gái lo cho bố, bố bị bệnh dementia nặng rồi, thì nhưng mà đi đứng được, chưa hẳn là nằm trên giường hoặc là nằm một chỗ, thì ông bắt đầu là nhiều khi trong nhà ông đi lung tung, đi lang thang, đi xong rồi ông đến cái hồ cá kiển thôi, ông tưởng là con cá nó ăn được, thì ông cũng thử lên cầm lên để mà ông ăn, bởi vì không biết là cái ông không biết còn biết được là con cá này là cá kiển để mà coi để chơi chứ không phải để mà con cá ăn, thí dụ vậy. Ta không còn phân biệt được là cái này là nên hay không nên hay là sao nữa. Đó là cho quý vị thấy rõ ràng là khả năng nhận biết của họ không còn, là yếu lắm rồi hoặc là Cái không common còn sense sẽ không còn nữa. Không phải là common sense nữa mà nữa. Logic hả? những cái mà mình chỉ đơn giản là mình đã biết bao nhiêu chục năm bây giờ mình không biết được nữa. Tại vì những gì mình làm mình đang nói chuyện ở đây hay là mình đang thấy gì mình nghĩ là bình thường, đúng rồi, bình thường thiệt. Nhưng mà khi mà tế bào não mình nó không nó mất đi hay nó chết đi thì nó làm ảnh hưởng đến cái khả năng nhận biết của mình. Vậy là mình có cái cách nào mà trị liệu therapy hay là cái gì mà giúp cho tế bào não từ từ nó ổn lại, cái bệnh này không bao giờ chữa được ha, nó chỉ từng càng ngày Bệnh nó này theo mất đi. như thứ nhất Peter xác nhận là Peter không phải là bác sĩ nha quý vị, Peter là social worker. Thực sự những gì mà Peter chia sẻ cùng quý vị đó, quý vị có thể lên trên mạng kiếm cũng đầy luôn, hoặc là trên YouTube chúng ta đánh vô cái bệnh dementia là bảo đảm quý vị là bao nhiêu người nói cũng giống nhau thôi, không khác gì đâu. Cho nên là bởi vì bây giờ mới dám chia sẻ cùng quý vị những cái thông tin này chứ chúng tôi không phải là bác sĩ, cho nên chúng tôi không dám nói gì về thuốc hoặc là những cái gì mà quá chi tiết. Thực sự ra hiện nay đó không có thuốc nào mà trị bệnh này thật sự trị được. Quý vị mà nghe những cái thuốc mà liên quan tới bệnh này đó là sẽ giúp khống chế một vài triệu chứng nào đó thôi, chứ không phải để trị bệnh này. Bác sĩ sẽ cho thuốc để mà khống chế cái bệnh, cái triệu chứng đó. Nếu mà mình nói rằng là người thân mình có những triệu chứng đó thì đôi khi bác sĩ thần kinh sẽ cho thuốc đó để giúp như vậy thôi, chứ không phải là để trị cái bệnh đó. Sự khác biệt rất là rõ ràng. Và họ sẽ có thể khuyến khích quý vị là chúng ta dùng một số thức ăn nào đó để giúp gọi là không bị bệnh, chỉ là giảm phần trăm chứ không phải là không có chắc cú là không bị. Giống như là quý vị biết là mình hay nghe nhiều về bệnh ung thư, thật sự không biết cách làm sao để lường ung thư được đâu. Đôi khi là một ngày đẹp trời là chúng ta được thông báo là chúng ta bị một cái bú là chúng ta bị thôi, chứ không biết đường là phải ăn làm sao hay là phải làm như thế nào mới giảm. Chúng ta cũng hay nghe là ồ chúng ta đừng nên làm này làm kia hay là không nên dùng này dùng kia thì sẽ giảm ung thư, nhưng mà cũng chỉ là nói thôi chứ không cứ hẳn là chính xác. Mọi thứ nhiều khi về sức khỏe vẫn còn là một cái sự huyền bí, mình cũng không biết được. Mình cũng may mắn là mình đang sống thế kỷ 21 này rồi thì mọi thứ cũng tốt lắm rồi, về y khoa họ mình cũng đã rất là phát triển, em hiểu không? Nhưng mà có những cái mình vẫn chưa hết biết hết được, nó chỉ xảy ra một cách vô tình thì mình phải đương đầu thôi, chứ kêu là dùng cái kia hay là làm cái này để mà không bị thì không ai dám nói hết. Thường thì em thấy những chứng mấy căn bệnh đó là giống như là genetics, là gia đình theo di truyền. Thì ở bệnh anh có tình cờ ở trong thời gian mà anh giúp đỡ gia đình này gia đình kia, có trường hợp nào mà anh thấy gia đình mà cùng là hơn ha một người trong gia đình đều bị không, giống như hai vợ chồng hay là cha và con? Cái này đó thì nghiên cứu cho thấy là có yếu tố di truyền, cái từ là yếu tố có nghĩa là nếu như mà cha mẹ mình mà có bị bệnh dementia thì có thể có yếu tố di truyền đến mình, có thể có yếu tố thôi chứ again không có nghiên cứu nào dám dùng cái câu là khẳng định, chỉ là yếu tố thì có. Và em nói đúng là có trường hợp đúng là họ kể ra luôn là trong dòng họ nhiều khi là có người mẹ bị, xong rồi là chị em của người mẹ cũng bị, tức là nhiều người trong cái dòng họ nó bị chứ họ không phải một người, thì có thể nhờ đó mà họ nghiên cứu họ mới xác nhận là có chứng minh là có yếu tố di truyền. Nhưng mà nhớ là yếu tố thôi, chúng ta không cần vì vậy chúng ta quá sợ hãi, yếu tố không phải là khẳng định. Nhưng mà nếu mình biết là có thì có nghĩa là mình phải làm sao, nhiều khi chúng ta cần phải gặp những người bác sĩ về về thần kinh sớm để mình hỏi thăm xem là có cách nào để mình có thể sống lành mạnh hơn, nhiều khi nó giảm nguy cơ. Thì như em không biết là có hay không, nhưng mà có những người như mẹ em đi cứ sợ uống thuốc bổ não, thì không biết là cái mình cứ sợ là uống nó giống như là từ từ não mình mấy con tế bào chết đi, thì giờ mình prevent trước là mình mua thuốc giống như tốt cho não bộ mình hay những ăn những gì tốt cho não. Thì một cái em nghĩ là tâm lý nó giúp cho mình khi mà mình sống tốt, sống khỏe hơn thì nó cũng đỡ hơn. Và em nghĩ là khi mà mình nghĩ là mình cứ lo sống tốt, sống khỏe rồi mình cứ ăn đồ bổ, tắm bổ thì sức khỏe mình nó cũng tốt hơn chứ ha. Thì anh nghĩ là luật chung mà nói đó, khi mà mình sống lành mạnh bằng nghĩa là mình ăn uống cẩn thận. Thật sự ra rất nhiều bệnh quý vị biết là nó gây ra bởi vì ăn uống, rất nhiều luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói chuyện với bác sĩ gia đình hoặc là nói chuyện với một người chuyên về vấn đề nutrition là dinh dưỡng đó, thì chắc chắn luật chung nếu mà mình ráng mình tập ăn uống lành mạnh, khỏe mạnh, cộng thêm thể dục, cộng thêm những vấn đề sinh hoạt lành mạnh nữa,
thì nếu mình làm được cái đó đều đặn đó, thì có nghĩa là không phải là vì không phải không không phải vấn đề bệnh não không, mà tất cả các bệnh mình có thể giảm nguy cơ bị rất là cao, giảm nguy cơ bị rất là cao. Thì chắc chắn là luật chung là vậy. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện là mình muốn cụ thể, là mình muốn nói rằng mình muốn tránh bị bệnh này bệnh kia, thì đầu tiên chúng tôi khuyên là quý vị nên nói chuyện với bác sĩ trước. Chúng ta trước khi dùng bất cứ những cái mà nhiều khi chúng ta hay mua, em biết Costco nhiều quý vị hay mua supplement đó. Mẹ mình nghĩ là cái đó là chắc là không sao, tại không mình không phải là thuốc đúng không ạ? Nhưng mà ngay cả dùng cái đó quý vị cũng nên tham khảo với bác sĩ trước. Chúng ta đừng nghĩ rằng là bởi vì nó gọi là supplement, nghĩa là thuốc bổ, thì chúng ta không cần phải tham khảo. Thật sự đó không có đúng. Ngay cả thuốc bổ cũng nên tham khảo trước, rồi chúng ta mới dùng hay không dùng. Tại vì nếu mình dùng mình không nói bác sĩ đó, rồi lỡ mình có bệnh gì rồi bác sĩ cho thuốc, nhiều khi nó có những cái sự tương tác không có hợp, là rất nguy hiểm cho mình. Cho nên là chúng ta dùng bất cứ những thuốc gì hoặc là thuốc bổ nào, nên tham khảo với người bác sĩ. Và chắc chắn là vấn đề ăn uống thì chúng ta nên, nếu được thì chúng ta có thể tham khảo với một người chuyên về dinh dưỡng, để người ta hướng dẫn mình xem, ồ chúng ta đang, thí dụ mình đang bị những cái bệnh này thì ăn cái gì tốt, hoặc là không bị bệnh gì hết thì ăn cái gì, làm sao để giữ cái sức khỏe cho nó tốt. Thì như nói là chung chung mà nói, nếu như mà mọi người đều có thể tập sống lành mạnh bằng cách là ăn uống cẩn thận, thể dục đều đặn vân vân, thì chắc chắn là sức khỏe mình sẽ tốt, thì mình sẽ giảm nguy cơ bị bệnh rất là nhiều, bất cứ bệnh gì. Em cảm ơn anh. Và quý vị nào đang xem chương trình mà muốn biết thêm chi tiết làm sao mà cách mà có thể giúp cho người thân qua chăm sóc như thế nào cho những người đang bị bệnh, dù cho không phải là bị bệnh nhưng mình nói là dementia, thì cũng có thể giúp cho những căn bệnh khác, thì thêm một lần nữa có thể tìm trang mạng của anh và tài liệu ở trên website ha. Thì quý vị có thể vô, nếu mà quý vị ghi không kịp thì có thể quý vị đánh vô search trên Google, đó là chữ caregiver, là nghĩa là người chăm sóc, resource center OC. Một lần nữa, chúng ta có thể Google cái chữ Caregiver Resource Center OC, thì chắc chắn là cái trang đầu tiên sẽ hiện ra. Chúng ta bấm vô là www.caregiveroc.org, caregiveroc.org, để mà vô tham khảo những tài liệu thông tin liên quan tới vấn đề chăm sóc của chúng tôi, giúp những gì chúng tôi giúp đỡ. Và chúng tôi có những tài liệu rất là bổ ích, và video cũng có nữa, bằng 3 ngôn ngữ luôn, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, để quý vị có thể xem thêm để hiểu rõ chúng tôi giúp những người chăm sóc như thế nào. Thì một lần, đây là dịch vụ miễn phí giúp đỡ cho những hoàn cảnh chăm sóc cho người thân ở quận Cam. Nếu quý vị cảm thấy là mình đang lo cho người thân lâu năm rồi, hoặc là mới bắt đầu làm việc chăm sóc mà thấy mệt, thấy không có đường hướng, không biết phải làm sao, làm cái gì kế tiếp, hoặc là không biết phải làm cái gì nữa, hoặc là cần hướng dẫn thêm, thì xin quý vị gọi cho chúng tôi để mà được sự một cái gọi là một cái buổi cố vấn gia đình, để chúng tôi hướng dẫn thêm cho quý vị. Số phone riêng của Peter là 657-217-7737, 657-217-7737. Số văn phòng là 714-446-5030, 714-446-5030. Dạ, cảm ơn anh. Thì anh có thể nói thêm, chia sẻ thêm những cái cốt truyện mà mình giúp như thế nào, trường hợp nào mà mình biết là mỗi người đều trường hợp khác nhau hết, nhưng mà có cái nào mà anh nhớ mà có thể thay đổi luôn, giúp cho cái người mà ở trong gia đình thay đổi cuộc sống như thế nào? Nếu mà nói về bệnh dementia đó, thì anh nghĩ là có thể quý vị, nhiều khi xem chương trình này chúng ta không nhớ bất cứ những gì mà nãy giờ Peter nói, thì chúng ta nhớ được ba cái việc mà không nên làm. Mình hay gọi tắt bằng từ tiếng Anh, cái từ tắt gọi là ARE, nghĩa là chúng ta đừng có argue, đừng có, nghĩa là đừng có gây á, đừng gây lộn đó. Chữ thứ hai là chữ R là reasoning, là đừng có lý luận. Chữ cuối cùng là chữ E là đừng có explain, là đừng có giải thích. Tại sao mà Peter kêu quý vị đừng làm ba cái đó? Bởi vì quý vị làm ba cái việc đó đó, chúng ta sẽ tốn sức, tốn lực, nhưng mà người bệnh nhân không có nhớ. Chúng ta ráng giải thích cho họ biết tùm lum hết, họ không nhớ, họ lại hỏi lại, hoặc là quên ngày mai, quên một tiếng sau. Chúng ta ráng lý luận với họ về cái này kia, họ không nhớ, chúng ta lý luận với họ. Bởi vì chúng ta theo lý thường là ồ, mình đang giải thích mà, mình đang lý luận mà, để họ hiểu thì họ sẽ không có làm cái việc đó nữa, hoặc là họ sẽ không có gây với mình nữa, mà đâu có đúng đâu, họ đâu có nhớ đâu. Chúng ta ai ghi là chúng ta gây vào cũng vô ích luôn, họ gây lại với chúng ta, gây tới gây lui cũng chẳng đi đến đâu hết, mình bực mình thêm, mình tốn sức tốn lực. Đó là tại sao chúng ta đừng làm ba cái đó. Cho nên chúng ta làm những cái việc là chúng ta có thể là đánh trống lảng cái việc mà họ đang muốn nói chuyện. Thí dụ họ hay đang muốn tập trung vô một cái gì đó mà chúng ta biết rằng là ok, họ hỏi cái này rồi, mình đã nói rồi, họ không có nhớ. Mình thay vì mình trả lời thì mình kiếm cái việc khác để họ nghĩ cái gì khác đi. Nó kêu là distraction. Tức là kiếm việc cho họ làm, để cho họ không, để họ quên đi cái việc mà họ đang cứ phải muốn nói cái chuyện đó. Thay vì là mình cứ phải trả lời thì mình đừng có trả lời, mình kiếm việc khác để họ làm. Nhưng mà họ có bực lên không? Nếu mà mình chọn cái việc mà họ thích làm, những khi họ không bực, mình phải làm trong vòng, mình phải làm rất là tế nhị và rất là khéo léo.
chứ không làm quá thẳng thừng, em hiểu không? Cái là có những cái mình phải tập và mình phải biết được người thân mình muốn cái gì, và ok thì phải biết rõ là người thân mình có cái tính tình như thế nào, thích cái gì, muốn cái gì, ở nhà có gì để họ làm, thì mình dùng mấy cái đó để mà mình distract họ. Nhưng mà cố gắng là chúng ta đừng làm ba cái mà Peter nói, là đừng có argue, đừng có gây, đừng có reasoning, đừng có giải thích và đừng có lý luận, bởi vì nó sẽ không có giúp đâu.